thưa quý vị, người đàn ông bị buộc tội tấn công chồng của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bằng búa đã không nhận tội đối với các cáo buộc chống lại ông ta. Cụ thể, David DePape, 42 tuổi ở Richmond, ngoại ô thành phố San Francisco, đã không nhận tội đối với các cáo buộc của chính quyền bang California gồm cố ý giết người, trộm cắp và lạm dụng người cao tuổi. Các cáo buộc xuất phát từ vụ xâm nhập vào nhà riêng của chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào ngày 28 tháng 10 ở thành phố San Francisco, bang California và tấn công ông Paul Pelosi. Ông Pelosi, 82 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật để điều trị vết nứt hộp sọ. Vụ tấn công ông Pelosi xảy ra khi các mối đe dọa chống lại các chính trị gia và quan chức bầu cử Mỹ đang ở mức cao nhất mọi thời đại và chính quyền nước này đã đưa ra cảnh báo về tình trạng chủ nghĩa cực đoan đang gia tăng. Nghi phạm David DePape đang bị giam giữ mà không được bảo lãnh tại nhà tù bang California. Thưa quý vị, hôm nay hơn nửa triệu học sinh Hàn Quốc đã tham dự kỳ thi năng lực quốc gia CSAT hàng năm để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết tổng cộng có hơn 500.000 học sinh trung học phổ thông, học sinh tốt nghiệp và những đối tượng khác đã đăng ký tham gia kỳ thi này tại gần 1.400 điểm thi trên toàn quốc. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong năm ở Hàn Quốc. Kỳ thi kéo dài 9 tiếng với tổng cộng 5 môn thi. Cũng giống như 2 năm trước, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các phòng thi và địa điểm thi riêng biệt đã được dành riêng cho các học sinh có triệu chứng mắc COVID-19 và đang bị cách ly. Học sinh mắc COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện sẽ thi tại phòng bệnh. Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ trợ tối đa để tạo thuận lợi cho thí sinh như tăng cường phương tiện giao thông công cộng để giúp học sinh đến điểm thi đúng giờ. Thưa quý vị, trả lời kiến nghị của cử tri về tiến độ cải tạo chung cư cũ, UBND thành phố Hà Nội cho biết đã ban hành đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án xác định 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó thành phố sẽ ban hành 3 kế hoạch để thực hiện cải tạo xây dựng lại chung cư trong giai đoạn từ 2021 đến 2025 và những năm tiếp theo. Kế hoạch thứ nhất là kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, khảo sát, kiểm định các chung cư cũ. Thứ hai, kế hoạch lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng chung cư cũ, đề án quy gom tái định cư chung cư cũ. Thứ ba, kế hoạch cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ. Các kế hoạch dự kiến chia 4 giai đoạn, trong đó đợt thứ nhất lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021 đến 2025, gồm 6 khu có tính khả thi là Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam và Nghĩa Tân, cùng với 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D, Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp. Đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai, rà soát bổ sung đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D có phát sinh trong quá trình kiểm định, còn lại trên địa bàn. Xem xét triển khai đề án dự án quy gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đối với chung cư cũ đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết, dự kiến xong trong quý 4 năm 2022 thì có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến trong quý 1 năm 2023, dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2023. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Giao thông Vận tải về việc thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông thành phố Đà Nẵng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 11,5 km kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án được đầu tư đạt tiêu chuẩn đường cao tốc vận tốc thiết kế 80 km mỗi giờ. Giai đoạn phân kỳ, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 22m, 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng xe khẩn cấp. Đường gom song hành được đầu tư dọc hai bên tuyến với quy mô bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 7m. Phương án này đã được Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất. Giai đoạn hoàn thiện, dự án sẽ được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Theo tính toán, tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 2.150 tỷ đồng. Dự kiến dự án khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025. Đây là đoạn tuyến theo thiết kế ban đầu thuộc dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng và không thống nhất được phương án thiết kế giữa Bộ Giao thông Vận tải và thành phố Đà Nẵng nên dự án đã bị chậm lại 5 năm. Thưa quý vị, vào trưa nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS cho IDP. Theo đó, quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi IELTS tại Việt Nam cho hai bên bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP Việt Nam và IELTS Australia Proprietary Limited của Úc. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi là 5 năm tính từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Các địa điểm thi được cấp phép bao gồm số 30 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số 15-17 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, số 10 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, Đà Nẵng và số 161-161A Hai Bà Trưng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Quy định này có hiệu lực ngay từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11. Thời hạn hoạt động liên kết này là 5 năm. Như vậy, tổ chức IDP được phép tổ chức kỳ thi này trở lại sau đúng một tuần phát thông báo tạm hoãn. IDP là một trong hai đơn vị sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam, tổ chức thi IELTS. Đơn vị còn lại là Hội đồng Anh, hiện vẫn trong quá trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đề án tổ chức cấp chứng chỉ này. Dự kiến sẽ có kết quả trong vài ngày tới. Thưa quý vị, hiện nay đào tạo nhân lực số là rất cần thiết để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Và mô hình đại học số là một trong những lời giải cho bài toán về nhân lực số mà Việt Nam đang rất cần. Vào sáng nay tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC đã tổ chức lễ ra mắt trường đại học CMC, mô hình đại học số đầu tiên của Việt Nam và khai giảng khóa 1 năm học 2022-2023 với chủ đề Tương lai số từ con người số. Trường đại học CMC đặt mục tiêu phát triển từ đại học thông minh đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2022-2032 tới đại học nghiên cứu sau năm 2032. Mục tiêu là trở thành một đại học công nghệ với các lĩnh vực đào tạo thế mạnh là khoa học máy tính, hệ thống thông tin, điện tử viễn thông và các lĩnh vực khác gắn với yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và kinh tế số của cả nước với quy mô cỡ trung từ 20 đến 30.000 sinh viên vào năm 2039. Tại lễ khai giảng khóa 1, nhà trường cũng vinh danh các tân sinh viên có thành tích xuất sắc, đạt các suất học bổng từ 50 đến 100% trong quỹ học bổng CMC vì bạn xứng đáng với tổng trị giá 69 tỷ đồng trong năm 2022. Thưa quý vị, Triều Tiên cảnh báo sẽ đưa ra những phản ứng quân sự dữ dội hơn đối với các nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện an ninh trong khu vực cùng với các đồng minh. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, cảnh báo trên do Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui đưa ra. Bà nói thêm Washington đang tham gia một canh bạc mà họ sẽ hối tiếc. Ngoại trưởng Triều Tiên chỉ trích hội nghị thượng đỉnh ba bên gần đây giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong năm nay, Triều Tiên đã phóng tên lửa với số lượng nhiều kỷ lục, trong đó có một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng đã thất bại và gần đây đã bắn hàng trăm quả đạn pháo xuống biển trong bối cảnh Mỹ, Hàn và Mỹ-Nhật tổ chức các cuộc tập trận. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 17 tháng 11, quân đội Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã phóng thêm một tên lửa đạn đạo ra ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên.